Thưa quý vị, trong tuần qua thì nhiều nhà máy ở một số tỉnh miền Tây đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Trong đó hàng loạt ổ dịch mới bùng phát trong các nhà máy chế biến thủy sản có đông công nhân như là Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Chính quyền các địa phương này đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó là yêu cầu người dân cần hạn chế ra đường khi không cần thiết. Những ngày gần đây, thành phố Cần Thơ ghi nhận gần 500 ca F0 trong đó hơn 180 ca tại 5 doanh nghiệp ở cả 3 khu công nghiệp là Hương Phú 2, Thuốc Nốt và Trà Nóc. Trong khi đó, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Sóc Trăng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận hơn 5.200 ca mắc COVID-19, tăng hơn 3 lần so với đầu tháng 10. Một doanh nghiệp thủy sản tại quyện Trần Đề, ngành y tế phát hiện hơn 230 công nhân mắc nhiễm. Tại tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, ghi nhận hơn 400 trường hợp dương tính với nCoV, cao nhất từ trước đến nay trong 149 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. 70 ca liên quan chuỗi lây nhiễm tại công ty chế biến thủy sản ở thị xã Giá Rai. Đến nay, ổ dịch này đã phát hiện hơn 300 ca F0.